Cô chào cả nhà, chào cả nhà quay lại với kênh Gió Đồng cả nhà ơi. Cả nhà ơi, thì hiện tại con cũng đang trên đường đến cái chỗ nơi quỷ cẩu. Thì cả nhà gần đây thì như cả nhà đã thấy thì con đến chỗ quỷ cẩu này. Thì con cũng đã, nói chung họ cũng sợ lại vì lý do là, nói chung cũng nhờ ông bà và bề trên gia hộ giúp đỡ để cho con có những cái điều kiện và những cái gọi là sức mạnh để có thể trấn áp họ và khiến cho họ làm theo. Thì cả nhà con cũng cố gắng thật sự ở đây con rất là mong muốn là giúp cho họ. Nếu mà khai thị là cái việc mà chúng ta nói ra và chúng ta cho họ hiểu, cho họ biết về những gì họ đã làm. Đây cũng có nhiều cô chú, con không biết là cô chú hoặc là những đứa trẻ nữa. Cái này là con nói thật, con không biết là những cô chú đó là cô chú hoặc là trẻ. Tại nhiều khi để hình người lớn nhưng mà có những phát ngôn con cũng không hiểu. Nói tại sao mày cứ liên thiên nói nhiều quá. Khi mà chúng ta nói cho họ hiểu là đó là gọi là khai thị, để cho họ biết, chứ không phải là khai thị đây là một cái gì đâu. Những vị chân tu, những người mà gọi là tu mà đắc đạo thì họ khai thị, cái lời nói của họ nói thì sẽ vong linh, những hương hồn á, họ dễ tiếp thu, họ dễ nghe và họ hiểu được, thì họ dễ bắt đầu làm theo những cái điều tốt và sẽ vãng sanh. Nhưng mà vấn đề đây không phải là con chỉ biết như thế nào, mình chỉ khuyên họ về cái ngã tốt, đó là gọi là khai thị cho họ rồi, và mình phải tìm ra những cái điều mà họ mong muốn ở mình. Chẳng hạn như con hỏi họ thì họ cần cái điều gì để con có thể đến đây và giúp đỡ. Hoặc là giống như là nhiều vong linh thì họ cần ăn hoặc là cần được đồ, hoặc là họ cần gặp người thân, nói chung là nhiều. Mình phải hỏi họ để họ biết được là những cái việc mình đang làm là vì gì và họ muốn cái gì. Tại khi mình nắm được cái nhu cầu của họ là họ mong muốn được điều gì, ngay lúc đó mình mới đáp ứng được và mình giúp được cho họ. Hoặc nghĩa là trong những vong linh họ muốn vì họ bị giết chết và họ muốn trả thù, thì mình biết là cái điểm yếu của họ, cái điểm của họ là nằm ở đó, thì mình phải tìm cách nào khuyên từ từ. Vì vậy mà con nói ở đây là nói đi với những vong linh đó, là mình mong là mình nắm được những cái điều mà họ mong muốn, mà mình hóa giải họ, hóa giải những điều đó theo cái điều hướng tích cực đó. Vì vậy mà con cũng cố gắng để nói chung là làm sao mà nó cho họ hiểu được hết mức có thể. Nó rất là khó nhưng cũng không phải là quá khó, có nghĩa là tùy vào cái duyên của chúng ta với cái hương linh đó. Với một số việc con muốn chia sẻ là có một số anh chị cũng có liên hệ con đấy. Là mong muốn được thấy người nhà, kêu con đến nhà đặt camera, hoặc là cái điều đó là không có tốt. Nếu mà
chúng ta mà ông bà chúng ta mà mất đi, gia đình chúng ta có người mà mất đi, mà trong khi mà họ mất rồi, đến tận một thời gian dài về sau mà chúng ta đều không thấy họ, không nằm mơ thấy họ đòi hỏi hoặc là xin xỏ hoặc là mong muốn điều gì hết, chúng ta nên mừng. Đừng có mong là chúng ta cần gặp họ. Tại vì ngay lúc đó thì một là chúng ta biết được là người thân của mình, một là có thể đã phản sanh rồi đó, về một cõi khác. Hai là có thể biết đâu được thì cũng đã có tội, cũng đi đền tội rồi, không có vất vơ vất vưởng, không có nghĩa là khi chết rồi mà vẫn còn ở một cái nơi nào đó mà chưa đi được. Tại thường thường như vậy họ mới tìm về, mới cho chúng ta thấy. Còn mà họ đã được đi, họ vượt về một cái cõi khác, một là cõi lành, hai là cái cõi không lành đi nữa, có nghĩa là đi trả quả đi nữa, thì họ trả quả sớm thì ác thì họ sẽ đầu thai sớm thôi. Còn mà nếu mà mình mà muốn muốn biết họ còn hay không, nếu mà họ còn họ đã tìm về mình rồi, cái điều đó thì nếu mà không thấy thì nó càng tốt, chứ không phải là đừng có nghĩ là mình muốn, mình nhớ, mình thương mà mình muốn thấy con, chính là con đây. Cha mẹ con mất cách nhau 2 năm mà liên tục, tại con là người con út trong nhà, thành ra mà ba mẹ con lớn tuổi, ba mẹ con nếu mà tính tới hiện tại là tới 76, 77 tuổi rồi, 77 tuổi mà con bây giờ mới có 31 tuổi thì cả nhà biết rồi, là lúc 40 mấy tuổi cha mẹ con mới sinh con ra. Thì khi mà cha mẹ mất đi ai cũng thương xót, nhưng mà chỉ cần mình, cái điều mình tốt nhất mình nên làm đó là cầu siêu cho họ, cầu họ siêu sanh về một cái cõi nào đó tốt. Mình làm phước, mình hướng, mình hướng những cái công đức, những điều tốt đẹp mà mình đã gây ra trong cái hiện tại này, mình hướng cho họ, để cho họ phơi đi cái phần nào những cái gọi là cái tội mà họ gây ra. Đó là cái điều mình nên làm. Chứ ngoài ra mình đừng nên muốn thấy họ, muốn tìm người ta, thậm chí người ta mộ phần ông bà người ta mà người khác đến cầu số này nọ, người ta còn đâu có cho đâu. Điều đó là không có tốt, là gây hại cho hương linh, người nhà của họ. Thế bây giờ thì trở lại cái việc mà quỷ cậu, thì hôm nay cả nhà cùng con hãy trở lại đây để xem đây con có thể giúp cho quỷ cậu hoặc là phong linh ở đây được hiểu ra và đi về cái cõi khác hay không. Cả nhà đi cùng con nha cả nhà. Cả nhà. Ở đây con cho cả nhà xem cái chỗ cái đống xương nè. Bữa đó băng đêm. Chị con sợ cả nhà không có thấy được, cả nhà thấy không? Để con quay cận xuống cho cả nhà xem. Ở đây là một cái đống xương mà có, con thấy con nghĩ chắc không biết bao nhiêu xương mà nói đâu, nhiều lắm. Nó nằm tận bên đó, là dài bên đó. Nguyên mỗi khu này luôn là toàn là xương. Để con đặt cái máy này xuống. Đây con đốt ba cây hương. Nó hôi quá cả nhà. Cả nhà nằm tới bên đây luôn. Cả nhà thấy không? Đúng là loài chó là một trong loài gọi là có cái thông minh nhất trong các loài động vật. Thường như là nó giấu xương đi, bởi đâu có ai đến đây mà biết rằng là ở nơi đây như vậy đâu cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi cầu những quan hồn mà đã bị những loài quỷ cẩu này sát hại ở nơi đây á, thì thôi bây giờ thì họ cũng đã biết cái sai của mình rồi, thì tất cả linh hồn quan gia trái chủ này á, thì cũng buông tha cho họ. Nếu mà sau này mà họ có được tôi giúp đi á, thì tôi sẽ cầu mong cho họ sớm ngày hướng đến để giúp đỡ cho các phong hồn ngược lại nhé. Nam mô A Di Đà Phật. Xương không, một đống xương. Nam mô A Di Đà Phật. Khu mộ này buổi chiều một cái
Hôm trước thì cả nhà khi mà con đến đây á, thì hai vợ chồng của quỷ cậu xuất hiện đây. Nhưng mà ngộ, con cũng thấy lạ là tại sao mà quỷ cậu lại tháp tùng cùng quỷ sói cả nhà. Hình như là chồng của cô ta là quỷ sói chứ không phải là buôn hồn của loài chó. Tại loài sói khác loài chó ở cái gương mặt là cái mõm đó cả nhà. Ủa đàn cày này ai để đây ta? Nam mô A Di Đà Phật. Đến đây giờ này thì ở đây có nhiều ngôi mộ, cả nhà thấy cũng mấy có mấy ngôi mộ đất mà con cũng không hiểu, có những ngôi mộ đất nhưng mà lại giống như là cái này giống như người ta cúng à, con nói không biết cả nhà không biết là có hay bộ ông bà của gia đình không, nhưng mà là vậy. Tại thường nếu mà cả nhà, nếu mà cúng cho ông bà thì người ta không có cúng không, chắc con nghĩ là có người nhà, có người thân, nhưng mà người ta cúng không có. Để con thắp ba cái nhang cho ngôi mộ này cái. Ở đây cả nhà có chăn lớn, con chăn với rắn lớn. Tại con hổm con gặp cái da của con rắn là chăn gì bự gì nè, mà ngầm dò con là cũng khá là bự rồi đó cả nhà. Ở đây còn cũng có mấy cái mộ thôi, chỉ còn mấy mộ đất thôi, đa phần người ta xây hết trơn rồi cả nhà. Đa phần người ta xây ở đây nữa nè. Ở đây cái mộ này chắc mộ của trẻ em. Mà giờ này ra thì lại hôm nay là không thấy họ. Để hôm qua con đốt thêm vài nén hương ở những ngôi mộ này. Con nghĩ là ngôi mộ này có thể là những ngôi mộ vô chủ cả nhà. Con nghĩ là không có người thân mới như vậy. Đây chim chảo nó bư. Nam mô A Di Đà Phật. Cả nhà có nghe tiếng chó sủa. Cả nhà
cả nhà thấy gì không? Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm trước tôi đến đây và cũng đã khai thị và để cho bà và ông thấu hiểu được những việc làm của mình. Thì hôm nay tôi trở lại á, tôi mong muốn nếu á mà có thể thì tôi mong rằng sẽ giúp cho bà và ông tôi sao? Ý là bà là nói là điều gì? Tại tôi đâu có gì đâu. Bà có muốn tôi giúp bà đi không? Không phải thoát khỏi kiếp chó này, hoặc là ít ra bạn cũng đi về một nơi khác thanh tịnh hơn. Chứ bà muốn điều gì? Ở đây của bà. Vậy trong suốt thời gian qua tôi đến đây, tôi nói với bà bao nhiêu lần, bây giờ bà vẫn vậy. Rồi chồng bà đâu? Rồi vong linh quỷ đỏ đó, mắt đỏ đó. Tôi thấy vong linh nó rất là hiền. Ý bà muốn nói là sao? Nam mô A Di Đà Phật. Nó cũng muốn bắt tôi ăn thịt à? Hôm nay bà nghe lời tôi đi, giờ thì đâu cũng chuyện đâu cũng vào đó rồi. Thì bây giờ tôi mong rằng là giúp cho bà đi được, giúp đỡ cho bà đi. Vậy bà đây, bà ở đây đi làm gì mà bà không chịu đi? Nhà bà ở đây. Bà ở đây bà định bắt các loại thú khác ăn nữa gì? Cứ tiếp tục làm như vậy. Chứ bà không đi bà ở đây thì bà cũng sẽ tiếp tục như vậy thôi. Nếu mà bà, tôi nói bà nghe rồi tôi giúp. Còn không á, nếu mà tôi đi rồi á, có thể á, thầy Pháp người ta bắt bà. Sớm muộn ở đây người ta biết bà, người ta cũng bắt bà hà. Chứ không có ai để bà lộng hành như vậy hoài đâu. Bà cần cái gì? Bà muốn ăn tim của tôi á? Nếu dễ ăn vậy á thì chắc bà đâu để tới bây giờ.
Bà đừng núp ló đó, tôi biết bà ở đây mà. Cả nhà, bà ta chẳng còn ở đó đó. Bà thèm thịt tôi lắm sao? Hôm nay đòi ăn tim của tôi nữa hả? Nếu mà dễ như vậy á, bà đâu có để đó tới bây giờ đâu đúng không? Bà và ông ta, tôi mà giúp không được thì không ai đến đây giúp cho bà và ông ta đâu. Mà cứ mãi chầm lưng trong cái bể khổ này thì chính Hương Linh. Mùi xối. Nam mô A Di Đà Phật. Còn ông nữa, sao ông muốn nói cái điều gì? Ông muốn tôi giúp hả? Nam mô A Di Đà Phật. Cả nhà, có thật lòng là ông muốn tôi giúp không? Vậy là bây giờ tôi giúp ông đi, là ông bỏ vợ con ông á, ông không có ở đây với vợ ông nữa đó, ông chịu không? Hả? Nam mô A Di Đà Phật. Bà buông tha cho ông ta đi. Nếu mà ông ta muốn đi á thì bà nên giúp cho ông ta đi.
cả nhà. Ông ta thì muốn được giúp đỡ đi. Còn cái bà quỷ cẩu này á, bà lại không muốn điều đó. Bà cản trở cả nhà. Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu ông mà thật lòng á, mong tôi giúp đỡ để được về cái cõi lành á, thì ngay bây giờ á, ông hãy cho tôi biết á, những điều cuối cùng ông mong muốn, cũng như đó là hãy chỉ điểm cho cái việc mà dễ nhất để cho ông đi, để tôi có thể giúp ông. Ông muốn theo tôi về chùa tu tập, hay là ông muốn tự thân mình đi, hay là bất cứ điều gì, ông cho tôi biết đi, rồi sau đó tôi mới có thể giúp. Chứ hiện tại như vậy tôi không biết. Nam Mô A Di Đà Phật. Cả nhà. Cái gì trong đây? Nam Mô A Di Đà Phật. Bà tha cho ông ta đi. Bà tha cho ông ta về cõi khác đi. Còn bà muốn ở đây á thì dễ thôi mà. Ý bà là sao? Bây giờ bà tha cho ông ta không? Bây giờ bà tha ông ta không? Bây giờ bà muốn cái điều gì để tôi có thể, bà phải thể cho tôi đem ông ta đi. Bà hãy ăn chính trái tim của bà.
Được rồi. Bây giờ tôi sẽ rời khỏi chỗ này. Chứ bắt đầu cái gì? Bà lấy đi. Chắc không phải đốt cái dù bỏ, cái dù của nó hư luôn rồi. Không còn cách nào nữa. Để mà mình công ấy thì để nó có không có nên.
Nam Mô Di Đà Phật. 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 Bây giờ ông á, nếu mà thành tâm á, mà ông muốn đi theo con á, thì giờ ngay chỗ này, ngay bây giờ luôn nè, con cúng cho một ít đồ hen, rồi ông nhận rồi ông đi. Ông muốn về chùa hay ông muốn đi đâu? Về chùa hả? Đi đâu ông muốn đi đâu? Bây giờ không phải về chùa, về ông muốn đi đâu nè? Theo con à? Ông nghĩ kỹ chưa? Tại vì á, con không chắc rằng á, được rồi. Nam Mô Di Đà Phật. Bây giờ con sẽ lập cái bàn cúng ngay lên đây, chỗ này. Chứ không? Nam Mô Di Đà Phật. Nếu mà ông đã nói ông theo con rồi á, và sau này á, bà tha cho ông đi. Ông đã hiểu ra được rồi, còn bà, đến khi nào bà hiểu nữa thì bà có thể cùng ông đi. Nam Mô Di Đà Phật.
của. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là bộ đồ thế mà nó có thể giúp ông đi khỏi nơi đây dễ dàng hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con cầu Phật Tổ, Phật Thầy, chư Quan Cụ Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị Năm Non Bảy Núi, chư vị Đất Đai Chánh Trạch ở đây. Hôm nay là hữu duyên vong linh của loài vật này thì muốn theo con để về nơi, để về nơi nào đó tu tập. Con mong là rằng là Đức Phật có thể gia hộ và giúp đỡ cho vong linh này được tội nguyện sớm về với cõi lành, về dưới nơi khác để tu tập, không phải ở chốn lạnh lẽo hoang vu này nữa. Và con rất mong chư vị Đất Đai Nhân Trạch ở đây gia hộ và giúp đỡ chư hương linh này đi khỏi nơi đây một cách dễ dàng. Mong rằng là tất cả những hương linh hương hồn ở trên cái mảnh đất hiện tiền này hãy cho vong linh được về với một cõi khác, chứ đừng có giữ lấy hương linh để làm gì. Tại vì ai cũng có cái tội hết, ai cũng có cái phước hết. Bây giờ hãy để cho họ được tự do lựa chọn con đường của họ đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ con cũng đây rồi, con đọc những bài cầu siêu rồi. Chút nữa đây nếu được thì ông tự đi ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bản sanh thần chú quyết định chân ngôn. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Đà Đa Già Đa Địa Già Đa. A Di Đô Bà Tì, A Di Đà Cắt Đam Bà Tì, A Di Đà Tì Ca Lăng Đấy, A Di Đà Tì Ca Lăng Ra. Già Di Nị Già Đà Na Chỉ Đa Ca Tệ Ta Bà Ha. Ông phải cố gắng vượt qua những điều, nếu mà có những con linh nào đang cố gắng níu giữ ông á, chính ông mới có thể dứt bỏ được, nghe không? Nam mô A Di Đà Phật.
Oh.